Anh coi nè, cái này là xương sắt nè, cái chú này là miếng mủ nè, anh đã tháo ra. Nhưng mà cái xương sắt này, cái xương sắt này là nó dính chung với lại cái chỗ này luôn nè. Cái này nó chỉ là cái lưới chống bụi thôi, ở trong nó vẫn là xương sắt đó, trong vẫn là xương sắt. Cái xương sắt này là đi chung hết, không có gỡ được. Cái xương này là một bộ phận của cái loa luôn. Miếng nhựa cái chú này tháo được, miếng nhựa tháo được, còn cái xương không có tháo được. Rồi, đúng không?